hết trơn à, nhát hết à. Đây đây máy bay đang xịt thuốc lúa hay mọi người. Đây là cái tổ ong hồi nãy anh em bắt mọi người đó. Quân nó nở ra trơn, không có nhiều con đâu. Đây là thánh câu cá lóc rồi. Giơ lên ngang mặt ơi, giơ lên ngang mặt ơi. Đó, nuốt rồi, nuốt rồi, nuốt rồi, nuốt rồi. Lúm 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 em cứ mối. Đó. Ồ, to 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 to. Đây cá to mọi người. Có đồng chín hiệu nha. Rồi miếng rau gừng vô. Làm miếng bắp chuối nãy đó mọi người. Bắp chuối này ăn với canh nướng hợp lắm. Mời mọi người ha. Tôm càng sao câu dính. Đó, go. Lên 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 con nữa mọi người. Cá này dốc chưa bị khơi khơi đâu. Bữa nay mấy anh em mình sẽ du hành ra ngoài ruộng câu cá tiếp mọi người. Mình đi toàn là mấy cái bờ bịch gì không, phải cài trong sậy ha. Kiếm những cái chỗ cá to để câu. Quay lại những cái pha giật lên những em cá to cho mọi người xem ha. Mập không? Cá rô nó mập không? Hình như phải nhấp nhấp nó mới ăn rồi. Ồ, chắc có con mà mày. Ủa, cá gì vậy? Ủa, cá lóc. Đã, im, im, im. Ý, lên cá lóc mọi người. Ê, đây. Không phải đâu, nó nhấp nhấp cá lóc thấy lại tao. Kìa kìa, nó ụt đằng đố lưới kìa. Đó, ăn rồi kìa. Cho nó nghỉ lâu lâu đi. Đó, lên. Lên con đó mọi người. Quay cần cần ra đây. Đó, cô đồng chín hiệu ha mọi người. Rồi lọt luôn. Nó mắc luôn nè. Nó ăn rồi đó, từ từ thôi. Cho nó nuốt giật nên cho chắc cú. Rồi lụm được đó. Nó, trời ơi trời bự. Đi qua bên cái gì bên mày câu ngon nó rẻ kìa. Đó. Ủa cũng bự đó, nó ốm vậy trời. Chờ đợi nãy giờ mới lên đường con mọi người. Ồ, to 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 to. Đây cá to mọi người. Có đồng chín hiệu nha. Có chừng gớt, cá thử dễ gớt lắm. Ăn đó lôi đó, từ từ thôi, từ từ lên đổ cá nhỏ. Một em nữa. Siêu mini. Đồ đồng siêu mini. Nãy. Ủa lùa cá lên đây. Đập đập cho nó chạy lên đây. Ủa, cá lóc rồi. Gì? Ủa, dính cá lóc nữa mọi người. Đây là thánh câu cá lóc rồi. Giơ lên ngang mặt ơi, giơ lên ngang mặt ơi. Đó. Câu chủ vuông ra tới luôn rồi mọi người. Đó, chủ vuông đang bơi xuồng nè. Câu này cũng câu cá lóc đi rồi. Ừ, câu cá lóc. Rồi giờ mấy anh em mình di chuyển qua cái địa điểm mới mọi người. Có qua chỗ cái bờ chuối hôm bữa anh em mình cũng có quay clip ở đây một lần rồi. Hôm nay mấy anh em mình đi giữa trưa mọi người cho nên nắng quá nắng. Mà nắng như vậy thì ghi lại hình ảnh cho mọi người xem đẹp hơn ha. Dưới lúc nào không? Đi rồi nổi lên. Không gặp không có đặt đâu vậy. Thấy không? Thấy nó không? Quay không thấy đâu, bỏ xuống đi, bỏ nhấp đi. Xa lắm quay không thấy đâu. Ừ, thấy, nhìn mắt ngoài thấy ở đây có con cá lóc mọi người.
Ở ngoài thấy chứ qua camera không thấy gọi chạy. Từ từ thôi cho nó ngầm ngầm đi. Được đó, được đó. Lụm một em có rô mà. Siêu to. Con này chưa siêu to đâu, vừa. Phát hiện gắn mới nhấp nhấp nữa mọi người. Nó nút rồi, nút rồi, nút rồi, nút rồi. Lụm, 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 em gắn mới. Đó, hôm nay câu cá, câu dính gắn mối luôn nha mọi người. To ra chưa? Mối nó dàn ôm luôn nè, uốn nu luôn á. Nó ghê, ghê, ghê. Lên, cái gì? Đi chốt mọi người. Đó, nó bóng à, đi đây, đây. Đây, lên. Lên em cá bóng mọi người. À, cá bóng này, cá bóng gì là? Không phải cá bóng cá, cá bóng gì? Cá bóng, bóng sao, bóng dừa vậy á. Chào tất cả mọi người nha. Nãy giờ mình làm xong cái lò nè, mình giờ mình tiến hành mình bỏ than vô mình đặng mình nướng cá nha. Cái lò mình mới đào nãy giờ nè, thiết kế tự thiết kế luôn ha các bạn. Để này lên hồi mình để cá lên đây mình quay. Bây giờ mình bỏ than vô. Bỏ than vô đi. Đây là đúng thành quả nãy giờ mình câu hồi trưa tới giờ luôn đó mọi người. Rồi mình xỏ sâu vô đoạn hồi mình để lên trên đây mình quay nó. Để là mình đốt than cho nó cháy lên nha. Rồi sau một thời gian mình đốt than cháy rồi, bây giờ mình tiến hành mình bỏ cá vô ha mọi người. Đây. Cá thấy ngon chưa mọi người? Tươi xanh mới câu nha. Có cái rô đồng nè, cá lóc đồng. Nhưng mà cá chốt hồi nãy mình câu mình không có quay mọi người. Lâu lâu dính con á, quay can lâu lắm. Này hôm ngày thời tiết hơi ẩm, than nó lâu cháy mọi người. Giờ mình quạt biết bao lâu. Nghe mùi thơm đó mọi người. Rồi, mình tạm thời để ở đây đi, bây giờ mình làm cái chén nước chấm của mình đi. Đây là một cái giường mọi người, rất là mát. Ở đây có tre, cây rồi dừa đồ ha. Đó, cái dừa nè. Đây có trái dừa hồi nãy mình uống, bây giờ mình bữa ra mình đựng nước chấm luôn. Miếng nhỏ được đó. Chặt cái kia đi. Chặt cái chỗ kia nó bằng lại cái mình để nó không lật. Vậy đó. Lấy ngón tay vô. Tận dụng trái dừa nãy mấy anh em mình mới khát nước mới chặt uống, làm cái chén đựng nước chấm luôn. Rồi mình chơi chiêu cũ luôn, đập siêu cay luôn nha. Nãy có bỏ bột ngọt đây không vậy? Quên rồi, để siêu mặn luôn. Gà đồng có gì dùng nấy mọi người, nãy đem đi thì chỉ đem muối với ớt thôi. Muối ớt là chấm cá cũng khá đỉnh à. Đây là mấy trái tắc mình bẻ theo nè. Hồi nãy cũng bẻ được mấy cái trái me non chua chua, mình ăn với cá nướng rất là hợp ha.
cái tổ ong nãy câu còn nè mọi người, câu chưa hết tổ ong đó mà nhiều cá ha. Hơi khô khô quá muối rồi, nhiều nhiều muối đấy. Chấm bắp chuối đâu nữa, mình có một cái bắp chuối bẻ ngoài bờ nữa mọi người. Ở đây là ra đồng á, là xiên chút đi kiếm rau rừng rồi câu cá đồ tự nhiên không mọi người. Rồi ủ ra bỏ lên. Ồ, màu hấp dẫn chưa? Chắc chế tắc mình để vô nặng chứ, mình giữ lại cái vỏ này chút nữa mình sắc mình để vô luôn mọi người, ăn nó thơm. Cái vỏ này hồi mình ăn kèm như rau luôn cũng được mọi người, cũng rất là ngon. Tắc này cũng trồng ở nhà thôi chứ không có mua ngoài chợ, ngoài chợ thì sợ xịt thuốc được ha, ăn luôn cái vỏ không sao hết. Còn nhìn chén muối ớt là mà thấy thèm rồi đó mọi người. Đó. Đây, chuyển sang cái mẻ cá nướng của chúng ta nè mọi người. Đó. Hấp dẫn chưa? Mùi rất là thơm luôn rồi đó. Đó, bây giờ Linh sẽ trở lại ha. Gà đồng mà món cá nướng gì là quá ngon mọi người. Anh em mình hồi trước không có làm clip á, thì lâu lâu anh em mình cũng làm cái kiểu này mọi người. Đó, lâu lâu mình gà đồng kiếm cá rồi mình ăn. Bây giờ hai anh em mình hợp tác làm clip thì cũng làm, cũng quay như là tệ thường mỗi ngày anh em mình thôi. Thì sẵn đó là quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem giải trí thôi. Đó, có gì quay nấy. Cô chú anh chị thương hai anh em thì ủng hộ hai anh em ha. Nhớ chia sẻ video cho anh em, hai anh em mình xin một cái like để ủng hộ hai anh em mình ha. Để có động lực quay thêm những clip về sinh tồn đâu cho cô chú anh chị mình xem giải trí. Bụi. Hai anh em mình dự định là sẽ làm clip sinh tồn đó mọi người. Sinh tồn ngoài ruộng ha. Săn bắt đồ này kia. Quay qua đây quay một khoa đập đập chuối đây. Bây giờ tới chuối bắp chuối mọi người. Bắp chuối mình đập. Bắp chuối này ăn với cá nướng hợp lắm mọi người. Hồi nãy mình đi vô mình quên nên chứ bẻ thì rất là nhiều, ngoài bờ rất là nhiều bắp chuối mọi người. Bẻ có một bắp bỏ vô cái xô cá rồi đi câu rồi quên. Cho nên là anh em mình dùng một bắp cũng đủ rồi ha. À, nãy có chưa tắt không? Chưa tắt nặng vô không? Quên hả? Ừ, chắc. Đó, bắp chuối mình phải nặng tắt hoặc là chanh vô. Hoặc là bỏ một ít giấm vô ha. Ngon lắm. Nhìn thấy cái bắp chuối thôi mà muốn chảy nước miếng rồi mọi người. Nghe cái mùi tắc nữa. Rồi. Rồi nước chấm chúng ta đã xong ha. Bây giờ chỉ cần chờ đợi mẻ cá của chúng ta chín nữa thôi. Thì anh em mình sẽ mời mọi người cùng nhập tiệc ăn cá nướng đồng quê với hai anh em mình ha. Hôm nay vẫn lại là một clip này là món ăn không đồng nữa mọi người. Chỉ bỏ công ra đi câu cá thôi. Còn tất cả này kia thì ở quê thì có hết ha. Thơm quá. Mùi hấp dẫn quá. Mùi cá nướng đồng quê. Nhìn thấy hấp dẫn không mọi người? Rất là thơm luôn. Chảy mỡ ra luôn rồi nè.
Hôm nay đi câu ba người mà câu ít hơn hôm bữa mọi người. Hôm bữa thì clip trước thì hai anh em mình câu nhiều hơn. Hôm nay có thêm em nó đi làm về rồi mình rủ nó theo chơi. Thánh xì phố về câu được hai con cá lóc này nè mọi người. Xì phố về mà câu được hai cá lóc là thiên tài luôn. Thế vậy cho cá lóc cứng này ngon lắm đó mọi người. Rồi lâu lâu về thấy cá nước hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Về câu quá hay mà. Câu dính hai cá lóc luôn mọi người. Đây nè. Đây là thanh niên thằng em của mình nó mới về đây mọi người. Mới trên xì phố về nè. Về nó câu dính hai cá lóc. Đúng hai con cá lóc. Mấy anh em câu dính cá rô. Nó câu dính hai con cá lóc cứng. Hai con này là ngon á. Cá lóc cứng mới câu lên nướng cái này. Qua hai con luôn mọi người. Vàng chưa? Chưa. Chừng nào anh? Chừng nào đến khúc chảy mỡ xèo xèo đó mình quay cận vô cho mọi người xem. Mọi người xem thấy em mình lên ảnh đẹp cho một like nha. Nhớ cho like nhiều nhiều mới mốt. Nóng. Mình gửi thằng em mình về đây quay vlog luôn cho mọi người xem. Nhớ ủng hộ mấy anh em mình ha. Nên con này chín rồi. Chín chưa thấy chín rồi. Con này chưa chín nhưng mà hai con kia chín rồi. Quả ngon mọi người. Dắt chưa chưa này ha. Mà có cái món cá rô đồng nướng cộng thêm cái chén muối ớt siêu cay như thế này. Đi, đổ. Thêm một ít rau rừng như bắp chuối nè. Đó, với cái khung cảnh như thế này, nó cái giường rất là mát luôn mọi người. Chỗ này rất là mát luôn. Đó, để lên qua cho mọi người xem. Có dừa nè. Có tre. Đó, chỗ này rất là mát luôn, rất là lý tưởng luôn. À. Rồi, hello mọi người thêm lần nữa ha. Thì bây giờ cá chín rồi mọi người. Anh em mình xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng dùng cái món cá nướng đồng quê cùng hai anh em mình ha. Đây, quá phê luôn người. Đúng hỏi vừa thổi vừa ăn luôn mọi người. Đấy, thưởng thức cái con to trước đi. Đó. Cái này phải quay cận vô cho mọi người xem. Rất là tuyệt vời luôn. Hai anh em mình để góc máy đó quay. Để chút xíu có gì hai anh em mình sẽ quay cận cho mọi người xem. Ủa quá nóng mọi người. Vừa thở vừa ăn luôn. Không quá nóng. Ừ, cái này ăn cái da giòn á. Ừ. Ăn luôn cái da. Rồi, rồi mời mọi người một miếng cá rô đồng nướng đồng quê cùng với hai anh em mình ha. Chấm với cái chén muối ớt siêu cay nãy hai anh em mình làm mọi người. Rồi mời mọi người ha. Nóng quá. Quá êm rồi. Gói miếng rau rừng vô. Làm miếng bắp chuối nãy đó mọi người. Bắp chuối này ăn với cá nướng hợp lắm. Mời mọi người ha. Hai anh em mình có bẻ một ít lá cách nữa mọi người. Cái lá cách này ăn rất là niêm thuốc nè. Đó, cái lá cách ở quê mình rất là nhiều. Mình có thể xào chuột nè. Xào nhái hoặc là xào thịt bò đó, rất là ngon mọi người. Mình có hái mớ lá xài nữa nè. Lá xài này ăn buổi sáng mà ăn trị bao tử cũng hay lắm nè mọi người. Gói vô mình ăn với cá đồng này kia, cá nướng là ngon lắm mọi người. Bữa nay nướng kiểu này ăn luôn cái da ngon. Quá ngon mọi người. Gỡ dùng ít lá cách ha. Mời mọi người ha. Wow.
Cá chốt chảy mỡ nè, cá chốt chảy mỡ quá trời mọi người. Hai cá lóc này chừa cho anh em mình ha, nó đi công chuyện mọi người. Đợi hai con cá này là công của nó câu, từ Sài Gòn về câu dính được hai con cá lóc đó mọi người. Này chính nè, đi câu vất vả hồi trưa tới giờ, bây giờ đói mọi người, ăn rất là ngon. Ừ, cá có trứng luôn nè. Để miếng bắp chuối vô. Ở ngoài đồng ngoài vườn này thì anh em mình không có dùng đũa mọi người, ăn tay vậy đó nó mới ngon, ăn bắp vậy nó ngon hơn. Làm miếng bắp chuối quá phê. Có mấy con sơm được dần khác được đó. Cái đầu quá giòn luôn, khá à. Này mấy con tôm hồi nãy mình đem theo để dự trữ mồi câu cá mọi người, bây giờ còn dư lại đây nướng luôn, thưởng thức luôn. Quá ngon rồi, làm thử miếng lá xài kìa. Lá xà non này mà ăn mà với cá nướng này cũng rất là hợp luôn mọi người, nó có vị chắc chát á, gọi lại. Ui còn miếng bắp chuối nữa, bắp chuối cũng có vị chắc chát nữa, ngon. Làm thêm một con cá nữa coi. Mời mọi người một miếng bắp chuối ha. Rồi. Nóng quá. Đúng hỏi vừa thổi vừa ăn luôn mọi người ơi. Gỏi rau ha. Mọi người xem những cái video của hai anh em mình như thế này, mọi người thích thì mọi người thấy thương hai anh em thì đừng quên cho hai anh em mình xin một like ha, cũng như cho anh hai em mình xin một lượt chia sẻ ha. Đó, để anh em mình có động lực nhiều hơn mọi người, để mốt anh em mình dành nhiều thời gian để đi quay những clip sinh tồn gửi đến mọi người xem giải trí. Anh em mình cũng có dự định đi làm sinh tồn thử thách 12 giờ để cũng như đi câu cá rồi làm những món ăn nhân giả ở ngoài đồng này vậy đó các bạn. Các bạn mà thấy thích thì nhớ comment ở dưới bình luận nha, rồi cho mình một like, một lượt đăng ký nha mọi người, để mình có động lực để ra một cái video sinh tồn thử thách 24 giờ cho mọi người xem ha. Ủa con này giòn luôn rồi, lấy ra được rồi đó, quá rồi. Cái hay sao mà bây giờ mình làm thêm một con nữa mọi người. Nãy tính là ba anh em ăn cho nên nướng hơi nhiều, ngày mình nó đi công chuyện mọi người, chút nó mới về nên chút ăn quay cái clip xong là chừa phần cho nó. Lá nào ngon hơn rồi. Nếu mà quên đó,
Cái mè non hả? Mè non này ăn với cái nướng cũng hợp lắm mọi người. Mời mọi người ha. Giờ gói ra rồi, bây giờ chơi miếng tắc luôn. Nó chua mà nó ngon mọi người, nó có cái vị đặc biệt lắm. Rồi clip nãy giờ chắc cũng là khá là dài đó mọi người, chắc Linh xin phép dừng ở đây. Thì hôm nay anh em mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người đi câu cá cũng như là trải nghiệm nướng cá ngoài đồng ruộng vậy nè, ăn để chia sẻ mọi người xem thôi. Còn phần này thì chút xíu đợi anh em mình về thì mấy anh em dùng tiếp để ăn hết, hồi giờ nó cự mọi người. Rồi video của mình tới đây xin tạm dừng nha mọi người. Mọi người thấy hay thì cho mình một lượt đăng ký, cũng như có gì bình luận với phần comment cho anh em mình ha. Còn mọi người thấy video của hai anh em mình hay á thì đừng quên để ý kiến của mọi người bên phần bình luận ha, cũng như cho anh em mình xin một like nè đó, và một lượt chia sẻ để anh em mình có động lực nhiều hơn để dành nhiều thời gian hơn để làm những cái video sinh tồn dân dã ngoài đồng quê để gửi đến cho cô chú anh chị mình xem giải trí hàng ngày ha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người ha, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ha. Rồi bye bye mọi người ha.